Chào các bạn với trở lại kênh Cây Trồng TV nha. Hôm nay thì 17 tháng 2 thì dưa của mình được 22 ngày. Thì mình bỏ bữa hổm là 24 á. Bỏ 25 chứ. 25 thì tức 22 ngày. Thì dưa này thì hôm qua thì mình đã gãi phân, mình nuôi thân với chèo với nụ nó đó, thì mình gãi phân 20-15 của gà Sony đó. Thì video trước mình cũng nói đó, phân đó mình xài lúc nhỏ thì mình xài phân 30-10, khi mà cây nó có nụ rồi thì mình xài 20-15. Thì bữa nay nó bò cũng được đọt nào cao nhất á, thì 7 nụt nè, những nụ thì khỏi chê nha, nụ trái không đó nha. Này thì có cây này thì cứ như là mỗi mắt mỗi trái luôn nè, để đọt luôn nè. Thì cuối trước mình đã đổ ra quả đầu trái với 30-10 với hũ mít luôn, nhưng mà mình thuốc nó chỉ hỗ trợ một phần nào đó thôi, quan trọng là chủ yếu là cái giống thôi. Cái giống nó cho nụ nhiều trái nhiều thì năng suất nó sẽ cao hơn thôi, còn cái giống mà nó không có nụ không có trái chừng, các bạn thuốc men cỡ nào cũng nó cũng vậy thôi, nó chỉ hỗ trợ chút đỉnh thôi. Thì không phải mình quảng cáo giống gì, nhưng mà các dòng giống của hoa sen á nó đều nụ rất là nhiều, trái rất là nhiều, nhưng mà quan trọng á cái mã số mà nó hợp với cái thời điểm bây giờ á, thì nó không có bao nhiêu hết. Thì thằng 639 thì mấy bạn cũng biết rộng rãi rồi, rồi hàng 840, rồi mấy cái loại 649, 650 rồi đó, thì nó chỉ mới đây thôi. Còn 639 trước đó thì 636, 636 thì trái rất là đẹp luôn, nhưng mà sau nhiều năm thì nó đã bị như cái bộ gen của nó không có còn chuẩn nữa, thì nó trái của nó khó, cái dàn trái của nó không có bằng thằng 639. Hiện giờ thì giống này thì giống 886, thì giống này thì mình đã xem nhiều cũng mấy đám rồi, thì thấy nó trái cũng đạt, dàn dây nó cũng đạt, bò rất là khỏe luôn. Bởi vì mình thì mình trồng thử, thì mình trồng thử rằng mình giới thiệu giống luôn cho các bạn trồng luôn. Thì bữa nay thì 22 ngày thì bạn thấy là gì nè, bò gần nửa vàng rồi. Chỗ nào tệ gì cũng bò rồi 3-4 nụt 4 nụt. Mấy cái chỗ tệ là nguyên nhân là nó bị lúc nhỏ nó bị dư nước nè, mình tứ dần quay nó không đều, nó dư nước. Thì bữa nay thì mình chia sẻ cái mình xịt thuốc bệnh nha. Thì hồi tối này thì nó cũng có một đám mưa, cũng đám mưa cũng khá đó. Hôm qua thì mình cải phân thì mình cũng tứ rồi, thì mình tứ vừa tan phân thì tối là nó bắt đầu là mưa luôn. Dưa này thì hưởng được mới có chừng mới có đám mưa, còn hổm là nắng rất là gay gắt nha. Bởi vì cái giống này nó được gì là nó cũng rất là mạnh nè, cái bộ gen của nó, gen này gen mới, nó mạnh lắm.
bởi vì mới có 22 ngày mà nó bò gần nửa vàng rồi. Thì bạn nghĩ đi, thì một tháng thì nó bò sẽ có bao nhiêu, thì mình bảo đảm bằng luôn cái dây mà cao nhất hiện giờ nó tầm khoảng 7 nuột, thì bảo đảm luôn là đợt sau mình quay cho các bạn coi á, bảo đảm luôn là như dây này nè, 7 nuột rồi nè, bảo đảm là phải từ mút vàng tới củ vàng là mấy cái dây đó nha. Còn mấy cái dây nó hơi ngắn hơn á thì mình không đảm bảo là nó phủ vàng hay mút vàng, tại vì cái mùa này là cái mùa gay gắt nhất. Nếu mà cái dàn dưa của mình á, không phải mà bạn như thấy nó tốt nó gì đi, mấy bạn bỏ nó thì không vô phân nữa, không xịt thuốc, rồi không xịt gầy, dịch bộ chỉ rồi, thì bảo đảm bạn nó bò cũng từng khúc nữa là phải nghỉ thôi. Còn mình săn sóc tốt thì nó sẽ bò cho nó tối đa luôn. Nếu nó bò tối đa thì cái năng suất của mình sẽ tối đa. Nhưng mà quan trọng là cái vụ bệnh nữa. Nếu mà dưa của mình gì nè, chắc này nè, chắc sáng này nè, mình lật cái lá lên mà thấy cái dưa của mình nó bị đốm đốm mà trắng trắng vậy nè. Trắng cái trắng này là nó bị chày nha, không phải bị bệnh nha. Nó bự lên cỡ khoảng bằng đầu đũa không ăn đâu đó. Lật lên không có đũa ăn, có nước. Bảo đảm bằng luôn nắng lên bắt đầu là nó nổ liền. Để mình kiếm rồi có. Nó ngước như này nhưng mà nó rõ ràng hơn nha. Thì mấy bạn chiều mấy bạn mua thuốc bằng xịt là mua thằng vô phết. Vô phết cùng VFC bằng xịt vô một cái một cho nó an toàn. Còn dư mình đây thì mình không thấy nó có dấu hiệu bệnh, nhưng mà chiều nay mình cũng giải quyết nó thuốc phòng nó sương mai. Sương mai, giải sương mai đó. Thì phòng thì bằng thuốc Riumin đó, Riumin Gold đó, không phải Cardiotop. Thì các bạn nào thì xem kênh mình nhiều thì cũng biết rồi, mấy loại thuốc đó rồi. Mình cũng không cần giới thiệu lên làm chi nữa, thì mình chỉ nói thôi các bạn biết rồi đó. Thì phòng ngừa sương mai đó. Còn dưa sâu với gầy thì bạn thấy nè, dưa mình thì đâu có gầy trắng đâu. Tại vì mình phòng thì bằng thuốc, mấy cái loại thuốc mình cũng đăng bên ngoài đó. Thứ nhất là oxin, thứ hai là thằng chết vàng. Thì nó bò nè, bữa nay cái này 8 nụ, 7 nụ rồi nè. Ngày mai là phải ấy. Các bạn thấy cái lóng dưa này nè. Cái lóng này nó hơn 20 xăng nha. Cái gan của mình là 22 xăng mà các bạn tính đi. Đó. Cái này cái lóng này nó còn giao lóng thêm một chút nữa nha. Còn nụ thì các bạn thấy nè. Thì có dây thì như trung bình thì 8 nụ. Thì có dây kia nó cũng trung bình là 6 nụ. Còn 10 nụ. Nó trên lệch vậy đó chứ không phải mà nó đều do mà dây này 10 nụ, dây kia cũng 10 nụ không có. Nó cũng phải trên lệch. Còn cái dưa mà nó không có năng sức rồi ha. Các bạn cái này bạn dạy đi không có một nụ nữa. Tàn là bông đực không. Thì mấy bạn muốn biết dưa mà của ai cũng vậy mà nói mà quay lên nói dưa tôi á, như dưa này đi, nói dưa này là 20 ngày ai tin. Mấy bạn muốn biết á, là bạn coi cái nụ của nó nè. Thường thì cái mấy cái loại giống dưa dao động nhau á, cái giống dưa ngắn ngày, giống dưa mà trái ngắn á, thì nó tầm khoảng 23 ngày bắt đầu nó nở qua. Cái này bông này nè, cái trái nó sẽ bự lên bằng cũng gần bằng con tàu Úc á. Bắt đầu cái bông này nở ra, nó muốn nở bự ra luôn. Nó bự ra là dưa đó 23 ngày đến 25 ngày. Là đối với cái giống này thì tầm khoảng 24-25 ngày nha. Nó mới nở ra. Còn hiện giờ thì dưa mình mới 22 ngày thì nó ba lớn nè. Nó ba lớn đó. Thì là chính xác rồi. Còn dưa qua dưa 639 thì mùa này thì tầm khoảng 22 ngày thì nó bắt đầu nở rồi đó. Nó nở một hai bông lát đát đát đó. Bởi không phải này mình nói mà nó khống ngày nha, này là đúng ngày của nó đó. Thì mình đã làm nhiều video thì mình
từ lúc bao hạt thì mình cũng đã quay lên rồi đó, thì 24 đó, 25 đó, chiều 24 thì giống này là giống 886 nha, qua sen 886 giống mới. Thì bạn nào có nhu cầu trồng đó thì liên hệ với mình. Thì cái video, mấy cái video trước mình có để số điện thoại của mình đó, thì bạn nhắn tin thôi, các bạn Zalo đó, bạn nào không gành đó thì mình chia sẻ kinh nghiệm của mình cho bạn trồng. Còn bạn muốn mua giống thử thì cũng được, 2 thẻ, 3 thẻ gì, 5 thẻ, 10 thẻ gì mình kêu đại lý gửi hết. Còn 1 thẻ thì nói chung là ít quá thì đó thì không có gửi được. Thì mình trồng thẻ, mình trồng thử thì trồng tầm khoảng 2-3 thẻ nó mới biết kết quả. Thì của mình đây là 3 thẻ. Các bạn nên trồng á, nếu mà trồng với mấy đám dưa mà của mình á, thì bạn nên trồng chính giữa, đừng nên trồng bìa. Tại vì mấy cái hàng bìa là mấy cái hàng nó bị thắt nhất, rồi đó vô trồng nó mới là biết cái năng suất của nó ra sao. Tại vì mình trồng nhiều á thì mình cũng hư 2 lít bìa với mấy cái đầu vô á, thì mình trồng ít thì cũng bị ảnh hưởng gì. Bởi vì mình phải trồng thử giống á, là mình phải trồng phía trong cái mới ra biết kết quả của nó. Thôi chào tạm biệt các bạn nha. Các bạn nào thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình.